Vào chiều ngày 24 tháng 11, Zico đã có buổi concert thứ hai diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, gây bất ngờ cho khán giả nhất trong đêm nhạc phải kể đến màn đánh úp với sự xuất hiện của Jennie trên sân khấu cùng màn trình diễn ca khúc Sport. Đây cũng là lần đầu tiên bộ đôi anh em thân thiết Zico Jennie biểu diễn bản live ca khúc này sau khoảng nửa năm ra mắt MV. Trên sân khấu, Jennie khiến khán giả phấn khích với màn hát live quẩy sung hết nấc cùng Zico. Tuy nhiên, ở phía sau tiết mục, cô nàng lại gây tranh cãi khi để lộ những nốt sai tông lệch nhịp hoàn toàn so với ban nhạc. Đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã dấy lên nhiều tranh cãi khi cho rằng Jennie có màn thể hiện không tốt trong màn biểu diễn lần đầu tiên của bản hit Sport và đặc biệt là trên sân khấu concert của đàn anh. Thế nhưng nếu theo dõi kỹ màn trình diễn, có thể thấy Jennie đã gặp phải sự cố rơi tai nghe khi đang cao hứng nhảy nhót quá sung. Điều này khiến cho cô không thể nghe rõ giai điệu từ ban nhạc và gặp phải tình huống khá chệch choạc để bắt được nhịp beat. Ngoài ra thì đích thân Zico sau đó cũng chia sẻ lên mạng xã hội rằng anh không hề biết sự xuất hiện của Jennie trong đêm concert. Chính vì vậy tiết mục diễn live ca khúc Sport là hoàn toàn bất ngờ, không có sự chuẩn bị trước và cũng không có sự tập dượt trước giữa bộ đôi Zico Jennie. Nhiều người nhận định việc diễn live lần đầu ca khúc mà không có sự tập luyện trước đó nhưng vẫn khuấy đảo được bầu không khí cho thấy cả hai nghệ sĩ đã làm rất tốt. Bằng chứng là sau khi gặp phải sự cố hát sai tông, Jennie cũng đã lấy lại bình tĩnh để có thể xử lý và trình diễn trọn vẹn tiết mục cùng Zico. Chuyển sang một tin tức khác. Mới đây vào ngày 25 tháng 11, nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo đã tham dự một sự kiện khai trương cửa hàng Chomet ở Thái Lan. Mỹ nhân sinh năm 1981 hiện đang đảm nhận vai trò đại sứ của thương hiệu xa xỉ này. Song Hye Kyo diện bộ trang phục lụa màu be xám và đeo trang sức kim cương nổi bật. Tuy nhiên thì bộ đồ của cô bị nhiều khán giả nhận xét giống đồ ngủ hoặc đồ mặc ở nhà, áo choàng tắm. Thậm chí chiếc vòng cổ mà nữ diễn viên đeo không thể phô diễn toàn bộ sự lấp lánh vì bị cổ áo che lấp. Song một số bình luận khen ngợi chính gương mặt và khí chất thần thái của Song Hye Kyo đã cứu bộ trang phục khó hiểu này. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.